nay, xác tín cho chúng ta một điều rằng cái chết là cửa ngõ để dẫn vào sự sống đời đời, như lời Đức Giêsu đã khẳng định: Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa kẻ chết, nhưng Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đời, vì đối với người tất cả đều đang sống. Bên cạnh đó, sự sống đích thực không chỉ liên quan đến linh hồn mà còn liên quan đến thân xác nữa. Tình thương mà Thiên Chúa dành cho những ai tôn thờ và phụng sự người không thể không tạo nên sự sống lại của thân xác. Chúng ta tuyên xưng xác loài người ngày sau sống lại trong linh tinh tính. Do đó, người là Thiên Chúa hằng sống trong điều khiển lịch sử của những kẻ sống và tin cậy vào Ngài. Nhân thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng ta, luôn biết yêu mến và ái mộ những sự trên trời nơi Thiên Chúa hằng sống ngự trị. Đặc biệt, chúng ta cùng cầu nguyện cho năm em học sinh trong giáo điểm Vĩnh Châu hôm nay được diễn phúc trước Chúa Giêsu thánh thể lần đầu. Chúng ta cùng cầu xin cho các em luôn biết gìn giữ tâm hồn mình luôn ngây thơ, trong vắng, biết xa lánh nghiệp tội, yêu mến điều hành, thực thi bác ái trong đời sống hàng ngày. Cùng cầu nguyện cho các bậc cha mẹ luôn quan tâm, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ để các em trở nên những người có ích cho giáo hội và xã hội. Trong tâm tình đó, kính mời cộng đoàn hiệp dân thánh lễ. Lạy Chúa, đây tiếng con thờ.
Đức Giêsu đã: con cái đời này cứ giờ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Thank you.
đi được. Để giúp các em vững vàng hơn trong đời sống đức tin, hiểu thế nào là tội, biết sợ tội, biết cách bước xét mình, xưng tội, biết tầm quan trọng của bí tích mình máu Thánh Chúa, Thầy đã tăng cường thêm giờ dạy giáo lý mỗi tuần thêm một buổi. Không dừng lại ở đó, Thầy còn tổ chức buổi tĩnh tâm cho các em chuẩn bị trước lễ lần đầu, có phụ huynh cùng tham dự. Qua đó, gia đình chúng con hiểu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục đức tin cho con em mình trong đời sống gia đình. Nhờ vậy, chúng con biết cách lựa chọn một con đường nên thánh cho bản thân mình. Hôm nay, Chúa Nhật này là lần đầu tiên trong đời các con của chúng con đã được lãnh nhận bí tích mình máu Thánh Chúa Kitô. Đây thực sự là một bước ngoặt lớn, ghi dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn của các em trên đường đồng hành với Chúa Kitô và Hội Thánh. Con xin được đại diện các bậc phụ huynh của năm em được rước lễ lần đầu hôm nay, xin bày tỏ tấm lòng cảm tạ, tri ân sâu sắc đối với sự quan tâm, dạy dỗ, tận tình của cha, quý thầy, quý cô giáo lý viên. Chúng con cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý thầy, quý ca đoàn viên của ca đoàn San Francisco Xavier đã đem lời ca tiếng hát điệu nhạc để cầu nguyện cho các em và làm cho thánh lễ trở nên sốt sắng và sống động. Chúng con cũng vô cùng biết ơn toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện trong thánh lễ này để thêm lời cầu nguyện cho các em hôm nay. Kính xin cha, quý thầy, quý cộng đoàn trong thời gian tới tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho các em. Xin quý phụ huynh chúng ta tiếp tục đồng hành với các con của mình trong thời gian sau thánh lễ này, ít nhất là 2 tháng, để các em nhuần nhuyễn về cách xét mình và xưng tội, để gìn giữ tâm hồn trong trắng của các em. Tâm hồn các em rất trong trắng, nên sự cộng tác của quý phụ huynh với quý cha và quý thầy vào thời điểm này sẽ vô cùng ý nghĩa, để giúp các em vững vàng trong đời sống đức tin. Cho dù sau này các em có đi đâu về đâu, chúng ta vẫn an tâm về đời sống đạo của các em. Nguyện xin Thiên Chúa Cha toàn năng, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các thánh trên trời ban học ân tràn đầy trên con cái chúng con và trả công bội hầu cho cha, quý thầy, quý cô dạy giáo lý và cộng đoàn đã quan tâm dìu dắt cầu nguyện con cái chúng con đến được ngày vui trọng đại lành thánh này. Một lần nữa, thay lời các bậc phụ huynh, con xin được cảm tạ và kính chúc sức khỏe cha, quý thầy và toàn thể cộng đoàn. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Kính xin cha nhận từ chúng con những cái trái cây ngọt lành tượng trưng cho tấm lòng biết ơn của chúng con. Giờ đây xin mời cha có đôi lời với đồng bào và đặc biệt các em và các chúc mừng năm mới chúng con, chúc mừng gia đình chúng con, thêm một vị thánh nữa trong gia đình và thêm một vị thánh nữa, một người tôn thì cả gia đình tôn, cho nên năm gia đình lên thánh cả. Hôm nay chúng tôi tổ chức long trọng như vậy là để kêu gọi tất cả các gia đình khác nữa để nhìn vào nó và bắt chước. Tôi các thầy như ban hành giáo của chúng tôi cũng có những thầy dạy giáo lý rất mong có được nhiều em như vậy. Tôi xin thông báo là coi là trong võ đạo chúng ta đấy, nếu nào mà từ
nhưng cho các em lắng nghe mình báo Thánh Chúa như các em hôm nay, đừng để cho các em có thiệt thòi vì cái hoàn cảnh ta nó cứ kéo dài. 7 tuổi, 8 tuổi là các em có đủ trí khôn để nhận biết, và khi đủ trí khôn để nhận biết mình là Thánh Chúa, các em có quyền được xin tội trước mấy thầy đạo. Tôi bắt đầu dạy, tôi nhờ thầy Minh dạy. Có một em này, lớn rồi đó, chưa xin tội trước mấy thầy đạo gì cả. Ở trong giáo họ chúng ta hiện nay còn hai nữa, còn hai nữa, chúng ta nói cho nhau biết. Nếu mà những em mà nó chưa có điều kiện thì bây giờ bắt đầu cũng có điều kiện, còn nhỏ đó thì đi theo lớp rồi, còn lớn đó thì theo những cái lớp mà cấp tốc thì mới học được có một ngày thôi. Còn bài hai đó, 10 tuổi đổ lên rồi mà chưa có lãnh, 10 tuổi đổ lên rồi mà chưa có xin lỗi được lãnh, thì cho các em mình đến là thầy Minh là giúp cho. Còn dưới đó thì để cho nó đi theo cái lớp mà bình thường là lớp mỗi lòng xin lỗi được lãnh, các em được lãnh nhận thân chúa. Chúng ta đừng có kéo dài cái chuyện đó, đấy là cái gì nó gần Chúa đỡ hơn là gần những khác, là đừng có kém một đó. Là nói mà đẹp thì chúng ta đang cộng tác với chúng tôi không có ở trong hoàn cảnh anh chị em giấu chỗ nào chúng tôi không biết đâu. Mình thử ra mời gọi anh chị em mà hãy buông con đường ra để cho nó, ở đây là cái quyền của nó, chúng ta không có thi hành mà chúng ta bắt nói gì, chúng ta bắt nói với Chúa. Lần nữa cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn quý thầy, cảm ơn quý phụ huynh đã làm cho thánh lễ mà các em là đón nhận Chúa là đầu tiên đây được long trọng. Xin cảm ơn tất cả bà con. Chúc mừng rồi thì hãy có chút nữa. Và bây giờ thầy
như là bài thầy cũng với gia đình chúng con cho chúng con một cái nhỏ để mừng con được lại lần đầu, để cùng với gia đình thầy muốn tổ chức một cái buổi bữa ăn nhỏ nhỏ ấm cúng có gia đình với các em thôi, còn với các em đó là những cha có nói với các em đó là bố mẹ là phụ huynh rồi, thì các em đây đó là những cái chính của trong cái buổi này, cho nên chúng ta cùng chúc mừng các em đó một bàn tay. Năm chú nó bẻ đâu rồi. Năm chú nó bẻ nha. Đâu rồi. Đây, con nằm trong tay Chúa nha, nằm trong tay Chúa nha. Rồi kỷ niệm. Rồi xong nha, bà khác vô. Hai cho con quên. Dinh từ từ. Quê quá còn chút giá. Rồi bên đâu rồi? Bên đây. Đứng bên đây nè thầy, quay qua bên đây là thầy thấy con nè, con đừng có chui vô đấy, con đứng bên đây nè thầy, hồi thầy quay qua thầy thấy con. Tay bé Hưng. Nè, chuỗi là lần chuỗi để yêu mến đức mẹ, bàn tay là lòng mình trong bàn tay của Chúa, hiểu chưa? Rồi, ông cảm ơn thầy. À, chúng con cảm ơn thầy. Trước khi ăn đó thì chỉ là cái bút tê là sao? Mình mới lấy chén. Tới đây xếp hàng này lấy đồ ăn xong. Rồi mình thích ăn món gì mình lấy xong mình đi ra chỗ khác rồi mình sau luôn. Rồi mình ăn xong rồi mình lấy tiếp. Chúc tất cả mọi người.